tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Danh hài Hoài Linh gục ngã bật khóc nức nở khi đưa tiễn mẹ nuôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Mới đây, trên kênh YouTube của mình, danh hài Thúy Nga đã đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh cô cùng danh hài Hoài Tâm và ca sĩ Phương Lan đi viếng đám tang dì ruột nghệ sĩ Hoài Linh tại Mỹ. Cô nói, tôi và Hoài Tâm, anh Bảo Liêm vừa tập kịch nên tranh thủ tới nhà thờ này để viếng đám tang dì ruột, cũng là mẹ nuôi anh Hoài Linh. Đây là dì trong họ hàng ruột như anh Hoài Linh hay gọi là má chính. Tôi đến đây cùng Hoài Tâm và dì bé heo. Nhà thờ này ở gần nhà tôi nên chạy ra có chút xíu. Được biết dì ruột Hoài Linh tên là Lệ Ảnh, đã mất cách đây nửa tháng. Ngay sau khi anh lo liệu xong đám tang cho cố nghệ sĩ Chí Tài, nhưng vì tình hình dịch bệnh nên con cháu tại Mỹ đến gần đây mới tổ chức được đám tang cho bà. Cũng vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên Hoài Linh không thể qua Mỹ là đám tang cho dì ruột mình mà phải nằm nhà theo dõi trực tiếp và chỉ đạo mọi thứ qua livestream. Điều này khiến anh vô cùng đau xót. Anh nói, con xin thức trọn đêm nay, được ru người giấc nồng say cuối cùng. 15 ngày nay, giờ con đã chấp nhận được sự thật rồi. Hãy ngủ thật ngon, cô áo hồng xinh đẹp nhé. Trong clip Thúy Nga vừa đăng tải, cô có gọi video call để nói chuyện trực tiếp với Hoài Linh. Qua đoạn video call có thể thấy giọng Hoài Linh rất khàn, yếu và vừng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hình ảnh tiều tụy của Hoài Linh khiến công chúng không khỏi xót xa. Thời điểm gọi điện ở Mỹ là ban ngày nhưng tại Việt Nam là đã đêm khuya gần sáng và Hoài Linh vẫn thức trắng không ngủ. Kể từ ngày nghệ sĩ Chí Tài mất, Hoài Linh lúc nào cũng tất bật lo lắng. Việc mất đi hai người thân chỉ trong chưa đầy một tháng là Chí Tài và dì ruột là một nỗi đau rất lớn với anh. Thúy Nga phải thốt lên, anh nên đi ngủ một chút đi, đừng thức như vậy nữa. Anh cứ thức tới sáng hai vần mất thăm quần vào, một ngày ngủ có 2 tiếng như vậy sức đâu mà sống. Em gái Hoài Linh tại Mỹ cũng chia sẻ, từ hôm đám tang anh Chí Tài tới giờ, anh Hoài Linh gần như không ngủ. Anh ấy cứ nói chuyện với tôi hoài. Tới hôm dì ruột mất, anh ấy cũng thức liên tục để nói chuyện, điều hành chuyện này chuyện kia. Cũng theo lời Thúy Nga, suốt thời gian qua, Hoài Linh không được thấy mặt dì ruột mình vì luật nhà quan không cho phép, đến tận ngày tổ chức đám tang mới được nhìn. Dì ruột Lệ Ảnh là một người khá quan trọng với Hoài Linh, thường xuyên đón tiếp và nấu những món ngon cho anh, cũng như nhiều anh chị em nghệ sĩ khác mỗi khi đến Mỹ lưu diễn. Tới giờ phút đưa quan tài tới lò hỏa táng, Hoài Linh gục ngã, bật khóc nức nở. Anh vừa khóc vừa nói, mẹ ơi con đau quá, con muốn lo mà con không ở gần được, mẹ khổ quá mẹ ơi. Tiếng khóc của anh vọng từ điện thoại ra khiến người xem không khỏi xúc động, em gái anh phải khuyên. Anh muốn mà, má chính cũng không muốn anh buồn, anh khóc như vậy, rồi bệnh, anh đi ngủ đi. Thúy Nga cũng an ủi, anh ơi, má chính đi mặt rất vui, anh đừng khóc nữa, má chính buồn đó. Hoài Tâm cũng nói, em biết anh hai thương má chính nhiều lắm, nhưng anh đừng khóc nữa cho má chính an lòng. Anh hai làm vậy má chính không nỡ đi thì sao? Ca sĩ Phương Loan cũng tới khuyên, má chính lên kia còn có anh Tài, nấu ăn cho anh Tài ăn. Linh nói với bé heo một câu, không được khóc nữa. Trước Linh khuyên bé heo không được khóc cơ mà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.